theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Chắc chắn là như vậy rồi, và mùa giờ thì Motisogo Gaming có vẻ như cũng sẽ công vào vị trí của Team One, nhưng đây là một pha bắn rất chủ động để anh Che đẩy ra mạng của Lee 995 Hải Tằng. Cái tên tiếp theo sẽ là ai đây? Các thành viên bên phía của Motisogo Gaming đang muốn đổi địa chỉ nhưng có vẻ như hơi muộn rồi. Đang Che nằm xuống bởi Evoli, và với việc các thành viên của Enterfort 36 đẩy lên thì ốt phần nào đó đã chậm lại và không dám có những pha đẩy nữa. Wow. Những quả nết này là vô cùng ảo, tới được vị trí của Pascal. Loki nằm rồi, Inonic đang muốn làm gì với cả các thành viên bên phía của ốt đây? Nhưng đó là một pha bắn nhá tốt hơn của Sniper. Nét được trả ngược lên, Pio vẫn đang có những pha vòng quanh. Dù là bánh đa sẽ đậu lại nhưng không được rồi. Top thứ 15 dành cho Genji. Nhưng mà ở đây cái thành viên của ốt lại tiếp tục đụng độ với cả Sator tới từ Enterforce 36, phát hiện ở vị trí bắt cap rồi. Sylphia với một trái nét tốt đã knock cao cho mình cái tên Sniper. Bắt cap cũng chỉ còn lại cho mình nửa lượng máu mà thôi. Họ chỉ cần phòng thủ trước cái đội hình của M36 là họ hoàn toàn sẽ có những cái cơ hội cao hơn trong game thi đấu này. Thêm một trái nét nữa, tuy nhiên trái nét này không thể chính xác, nhưng bắt cap cũng đã phải nằm xuống giọng súng của Hikari tới từ Africa Freak. Bây giờ thì Code Marco cũng bị cấu cho mình lượng máu tương đối rồi, chỉ còn lại 15 HP trên 100 mà thôi. Flash cũng đã bị confirm bởi cái tên Code Macro. Một tình huống co bắt khá là dài hơi tới từ hai đội tuyển này, và có lẽ họ sẽ ôm nhau chết vòng ngoài khu vực bo mà thôi. Và Nautica phát hiện là bắn tốt, knock cao cho mình được cái tên Mitchell, nhưng mà Smart lại tốt làm tốt hơn. Còn ở diễn biến khác thì DBZN Gaming đã đụng độ với E36, Sylvia là cái tên nằm ngoài bo. Sato trước đó đã bị knock out vị trí của Nelty, và AK500 là người confirm cho mình cái mạng này. Norin confirm cho mình cái tên Mitchell tới từ Digital Athletic, và bây giờ họ chỉ còn là vị trí của Buchu đối đầu với Smart trong khu vực nhà này. Có một kia đẹp, Smart chắc chắn là người giành chiến thắng trong tình huống 1v1. Bây giờ chỉ còn lại Norin cùng với hai thành viên, đó chính là Code Macro cùng với Smart và tôi. Nhá tốt tới từ Norin, knock cao được cái tên Code Macro. Đại diện từ Nhật Bản sẽ phải dừng lại vị trí thứ 10 khi mà vị trí thứ 10 cùng à 11. Khi vào đây Norin với một tình huống fake xe, bắt được cái tên Smart rồi. Tuy nhiên vòng bo cấu quá đau, 5 máu 1 giây, 11 máu, 6 máu, không kịp rồi Norin ơi. Ở khu vực nhà của Sonic cũng như là Africa Fix thì có thêm giao tranh rồi khi mà Tingleton vừa nằm xuống, nhưng Hikari ngay lập tức bị đổi mạng. Tuy nhiên thì đây một tiếng bốn bên hai nha, Newty rất tuyệt vời rồi, lại là cái tên Newty khi bắt bớ đi được Akat. Trong cái đó thì sẽ có nết được trả ra thôi. Tingleton bắt đầu rơi vào tầm ngắm, một quả nết tốt tới từ Akat nhưng nó lại không lọt được vào trong khu vực lan can của Tingleton. Không sao cả, nửa máu đã ra đi, Streamzy cũng đang cố gắng. Akat tiếp tục bị focus vào, tiếng quẩy khá dẻo. Và giờ thì Navi bất ngờ tay đừng, vâng may quá chưa bị confirm. Một máu còn lại tới từ Besto, hơi gì đen đây. Cứu trí đi AK500 ơi. Ở đây thì thành viên của Sonic cũng đã đụng độ với Africa Freak trong tình huống muốn rời khỏi khu vực nhà này. EJ có một trái lửa tốt, bây giờ thì Hikari cũng như là Hensia có cho mình đó một cứu tới tất cả thành viên của Sonic. Và bây giờ thì các thành viên của Thiên Ba cũng đã đụng độ với cả Beta của mình trong khu vực nhà, khu vực 6 giờ của bản đồ. Nhưng nếu như không muốn, một tí sức của Gaming hoàn toàn có thể giữ lại cái gò đó cũng được. Trong cái đó thì Africa Fix bắt đầu tiến công sang bên phía của DBZN Gaming rồi. Long Ca nằm xuống nhưng 2500 đổi cho mình một mạng. Đến lượt vị trí của Akat, vâng may quá Fergus chưa nằm. Newty đem về cái mạng của Hikari, tiếp tục nét được trả ra, đó là một quả nét tốt tới từ Newty. Chí gánh team, double knock cao dành cho Nelty. Bây giờ thì rất đáng tiếc là với quả nét tốt của mình thì Hensia mới là người có trên cái điểm knock cao của Nelty. Chỉ còn lại cái tên Fergus mà thôi, nhưng cuối cùng thì EJ đã không cho DXG một cơ hội nào trong game thi đấu này. Akat đã có một tình huống đẩy lên, nhưng Evelyn với là người còn phơ cho mình cái mạng của Aquafire. Thiên Ba cũng đụng độ với Meta của mình, bây giờ thì Wicked knock cao cho mình cái tên Luren A. Tiếp tục là Sparking có một pha bắn thẳng vào mặt của M200 phía trong khu vực nhà. Team One bị clear hoàn toàn ở vị trí top 5 rồi. Cánh còn lại thì Meta Gaming đang bị đẩy vào một góc hơi khó. Bây giờ thì Tiện Ba cũng như là Meta đụng độ với nhau thì các thành viên của Multisico mình họ chỉ cần làm gỏi nốt hai cái tên cuối cùng của Africa Freak, họ sẽ gặt hái. Nhưng ở đây thì Tiện Ba knock cao vị trí của Wicked, trong khi đó thì Meta Ragnarino cũng nằm xuống rồi. M200 cũng như vị trí của chính xác là Lin Sun cũng nằm xuống và chúng ta chỉ còn lại vị trí của mình mà thôi. Một vé sai trong tình huống này làm thế nào đây, khi đây làm góc kê chéo đẹp hơn tới từ vị trí của Sozen cũng như là Sparking. Độ vô cùng cao từ Meta Gaming ở phía trong vòng bo đến Multisoco Gaming bắt đầu đẩy sang bên phía của Africa Fix. Easy out đi vị trí của Linh Du, nhưng ngay sau đó là một pha đổi mạng tới từ quả nét tốt của Summer. Và giờ thì tiếng được đưa trở về, đó là 2v1, nhưng ở phía sau đây Meta Gaming hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian này để có thể đẩy lên. Summer bắt đầu rơi vào tầm ngắm của Easy rồi, chưa có một pha bẻ cánh nào tới các thành viên còn lại của Meta Circle Gaming cả. Nhưng giờ thì Easy vâng yếu lắm rồi, Summer nằm xuống double knock out dành cho vị trí của Easy, vô cùng bất ngờ. Một khoảng thăm mình quá tốt để cho Meta Gaming có thể tận dụng được, và giờ thì ở ngay sau lưng Easy rồi. Vâng, nét được trả ra, và đó là một quả nét nổ giữa mặt Easy. Africa Fix
Sparking dừng lại ở vị trí top 3. Bây giờ thì sẽ là tình huống 2 vs 2 giữa vị trí của Sparking cùng với đó là vị trí của Siêu Gen. Phát hiện được rồi, Evoli với một tình huống mổ mẫm trong làn khói bắt cho mình cái tên Sparking. Evoli bỏ nhỏ một trái nét và liệu nó sẽ knock out vị trí Sparking hay không đây? Vẫn là đủ đam để knock out cái tên Sparking, với Siêu Gen chỉ còn lại cho mình khoảng tầm 4 phần 10 lượng máu của mình mà thôi. Bây giờ thì phải làm thế nào đây khi Evoli đang có một góc bắn quá đẹp. Một phong cách chơi vô cùng khó chịu tới từ Evoli. Bây giờ Sparking khả năng cao sẽ không được cứu lên đâu. Siêu Gen đổi đi với cái bạn của Summer. Sparking thì còn Evoli làm xuống double knock out thì có Siêu Gen. Bây giờ thì chỉ còn lại vị trí của Linh Du mà thôi. Siêu Gen còn một chấm máu. Wicked vẫn đang cố gắng để confirm cái tên Evoli, tuy nhiên thì đâu cần thiết phải confirm đâu. Một trái flash tuy nhiên nó đã thử bom chính mình và Siêu Gen knock cao được vị trí rồi. Linh Du vs không phải meta gaming với tình huống 2 vs 1, họ đã quá là vội vàng trong tình huống thi đấu cuối cùng.